Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Để tiếp nối video trước về loài rùa bụng vàng, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin về một loài rùa mà nghe tên gọi thì tưởng chừng chúng nó cũng là anh chị em gần gũi với nhau, đó chính là loài rùa bụng hồng. Nhưng thực ra rùa bụng vàng và rùa bụng hồng lại là hai loài rùa hoàn toàn xa lạ với nhau. Rùa bụng hồng có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, có tên pháp danh khoa học là Emidura subglobosa, tên tiếng Anh là Pink Bellied Sea-necked Turtle. Như vậy, bằng tên pháp danh khoa học và tên tiếng Anh, chúng ta có thể nhận ra rùa bụng hồng là loài rùa cổ gập và hoàn toàn khác họ với rùa bụng vàng, đúng chưa nào? Đây cũng chính là lý do các video của mình đều tìm hiểu và cung cấp thông tin về tên pháp danh khoa học của các loài rùa. Vì đôi khi tên thường gọi bằng tiếng Việt của chúng ta sẽ gây ra nhầm lẫn. Gọi chúng là rùa cổ gập bởi lý do khi cảm thấy nguy hiểm thì thay vì rụt đầu vào bên trong mai như đa số các loài rùa mà ta thường thấy, thì rùa bụng hồng chỉ có thể gập cái cổ của mình sang một bên để giấu phần đầu của chúng đi, chứ không rút được vào bên trong mai vì thân mình của chúng rất nhỏ, chỉ từ 3-4cm với con non. Và khi trưởng thành, chúng cũng chỉ có kích thước 20cm mà thôi. Hiện nay, rùa bụng hồng đang là một trong số các loài rùa cảnh được nhiều người nuôi nhất trên thế giới. Chúng là một loài rùa hiền lành và có thể nuôi cùng với các loài rùa khác. Mai của chúng có màu nâu hạt rẻ, màu xám hoặc màu ô lưu. Bụng của rùa có màu hồng hoặc màu đỏ cam. Da của chúng có màu xám và có một số vệt màu hồng nhạt. Trên đầu cũng có thể là màu xám hoặc màu xanh ô lưu, có hai sọc màu vàng ở hai bên mi mắt. Rùa đực sẽ có đuôi dài hơn, to dày và lớn hơn con cái. Rùa cái thì có cái đuôi ngắn, nhỏ hơn con đực. Những đặc điểm này chỉ nhìn thấy rõ khi rùa đạt tới kích thước 10cm. Tuổi thọ của rùa bụng hồng là từ 30-50 năm trở lên trong môi trường sống tốt. Chúng là loại rùa cảnh có tính thích nghi rất cao. Bạn nên nuôi chúng trong một bể nước ngọt có độ sâu gấp 2-3 lần kích thước của mai rùa. Bể nuôi nên có kích thước dài gấp 5 và rộng gấp 3 lần kích thước của mai. Nhiệt độ nước trong bể nên giữ từ khoảng 19-26 độ C. Nếu nhiệt độ xuống dưới 19 độ C, chúng sẽ ít hoạt động hơn. Nuôi rùa bụng hồng có thể sử dụng nước sạch hoặc nước giếng. Thông thường nước máy có chứa clo sẽ được coi là nước sạch nếu như để nước ra ngoài trời từ 2-3 ngày cho bay hết clo rồi mới thay nước vào bể. Bể nuôi rùa bụng hồng nên thiết kế những khu vực cạn để rùa có thể leo lên nghỉ ngơi và phơi nắng khi cần thiết. Để rùa bụng hồng phát triển tốt nên có cả đèn UVB để giúp chúng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng tốt hơn. Trong tự nhiên thì rùa bụng hồng thích ăn các loài động vật thân mềm. Những con rùa con thì cần được cung cấp nhiều protein. Các loại thức ăn bạn có thể sử dụng như thức ăn khô, cám viên dành cho rùa, cá cắt nhỏ, côn trùng, vân vân. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn thông tin về loài rùa bụng hồng với những điểm cần chú ý khi nuôi một bé làm thú cưng trong nhà bạn. Video này đến đây là hết. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thu nhỏ dưới đây hoặc theo dõi những video mới vào 6 giờ tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.